Tôi tên là Nguyễn Vũ Cường, sinh năm 1952, là bác sĩ. Khi chưa đến với Siri thì tôi có mắc một số vấn đề về sức khỏe là béo phì, nặng 72 cân với chiều cao 1m60. Tôi bị tăng huyết áp và có lúc có rối loạn nhịp tim. Tôi có bị một cái tai nạn do thể thao, gãy đầu dưới xương quai, cái xương đã được nắn chỉnh. Thuốc huyết áp thì thường xuyên tôi vẫn phải dùng theo cái chỉ định của theo đơn thuốc bác sĩ. Sau khi dùng một số sản phẩm của Siri Health bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 cho đến nay thì tôi đã được cải thiện rất nhiều. Thứ nhất là cái tay gãy chỉ sau 4 tuần cố định thì đã lành xương và hiện nay hoạt động hoàn toàn bình thường. Cái thứ hai nữa là giảm được 7kg so với lúc chưa dùng sản phẩm. Thứ ba là tất cả mọi các sinh hoạt, đặc biệt là với sinh lý là được cải thiện rõ rệt.